đêm đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chìm vẫn đang từng ngày mong ta. Sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chìm vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chìm vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chìm vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chìm vẫn đang từng ngày mong ta.
dành trọn cuộc đời mẹ đã cho con là một tình yêu cao quý nhất trên đời. Mẹ là cánh cò dìu bước con đi qua vực sâu biển lớn đèo cao. Tình mẹ bao la như biển cả sóng dài, mẹ đã cho con một dáng vóc hình hài. Mẹ nuôi con lớn khôn chẳng biến mến nhoài. Nhìn về nơi xa xăm con trong thời gian mẹ, lời ngọt mẹ tôi là câu hát à ơi. Ví dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc léo gầm gần khó đi mẹ dắt con đi. Thương con thơ dài, mẹ đâu ngại quãng đường xa xôi. Âu ơ, âu ơ, từng lời mẹ ru bên nhịp bóng đông đưa là lời ca dao theo con suốt cuộc đời. Bên tai thì thầm vẫn tiếng hát mẹ tôi, mai sau nên người nhớ từng lời mẹ khuyên. Tình mẹ thương con không thể nào quên. Tình mẹ thương con như ngàn sao trên trời, hy sinh cả đời mang hạnh phúc cho con. Tình mẹ cao vời con không thể nào quên. Trên đời mẹ là cánh cò dìu bước con đi qua vực sâu biển lớn đèo cao. Tình mẹ bao la như biển cả sông dài, mẹ đã cho con một dáng vóc hình hài. Mẹ nuôi con lớn khôn chẳng biến mến nhoài. Nhìn về nơi xa xăm con trong thế gian mẹ, lời ngọt mẹ tôi là câu hát à ơi. Ví dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc léo gầm gần khó đi mẹ dắt con đi. Thương con thơ dài, mẹ đâu ngại quãng đường xa xôi. Mẹ ru bên nhịp bóng đông đưa là lời ca dao theo con suốt cuộc đời. Bên tai thì thầm vẫn tiếng hát mẹ tôi, mai sau nên người nhớ từng lời mẹ khuyên. Tình mẹ thương con không thể nào quên. Tình mẹ thương con như ngàn sao trên trời, hy sinh cả đời mang hạnh phúc cho con. Tình mẹ cao vời con không thể nào quên. Mẹ là vầng trăng, là ngọn nến vàng. Mẹ là ánh sáng rọi đường con đi. Mẹ là vầng trăng, là ngọn nến vàng. Mẹ là ánh sáng rọi rọi đường. Bước con đi.
Dạy cho con từ thuở nằm nôi, hai tiếng yêu thương xây đắp cuộc đời. Cha dạy cho con từ khi mới lớn, tình nghĩa vuông tròn một dạ sắc son, tròn niềm tin đi vào cuộc sống, dâng hiến đời cho ước vọng tương lai. Cha dẫn con đi trên đường hiểu, mẹ dẫn dìu con với nhìn tay nha đây. Cha ơi, tình thương ngàn ngàn rõ ra mà tới quậy trời ơi, cha yêu một đời hy sinh vất vả, ông nội quay không dịch đâu mà nói cái tiếng đó cho con. Mẹ ban cho con từ cũng xưa ba chúng tôi. Vậy thì xin tất cả
anh chị em con cháu mình tập trung đến đây để quay phim để kỷ niệm, xong rồi nó trở về mừng thọ khoảng 11-12 giờ ở nhà ở Hải Phòng. Những gì sau cùng kính mời tất cả mình xong rồi nó trở về đến mình. Ủa mình anh quay cho quay ngôn ngữ trần gian như túi rách đựng sau đầy hai tiếng mẹ cha. Dưới tay con níu thời gian lặng lẽ bay vào hư vô. Lá ngô lay ở bờ sông dẫn vô, người không thấy về. Xin người hãy trở về quê, một lần cuối, một lần về cuối. Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao hãy giữ lớp ghi trọn đời. Mẹ cha vì thế đất trời, phần làm con phải suốt đời kính thiên kinh vạn quyển chỉ tồn, hiếu là hạnh Phật thế tôn giải ranh. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đất thành Phật tiên. Như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao hãy giữ khắc ghi trọn đời. Mẹ cha vì thế đất trời, phần làm con phải suốt đời kính tuôn. Thiên kinh vạn quyển chỉ tồn, hiếu là hạnh Phật thế tôn giải ranh. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đất thành Phật tiên. Công ơn cha mẹ lấy gì sánh được, trời cao biển rộng mênh mông như cá sông Hằng. Mẹ sanh cha dưỡng ân đồng, nghĩa nhân con giữ kỹ lòng không quên.
Khi con bé thơ, ba bồng ba bế nâng niu, con cưỡi trên lưng ba làm con ngựa nhông nhông. Một nắng hai mưa, gia đình ba gánh hai gia, cho mẹ cho con cho cả cuộc đời. Con nhớ xưa ba thường đưa con đến lớp, ba dạy cho con tiếng là học lễ, hậu là học văn. Ngồi suốt đêm thâu, những lần con ôm con đau, ba dạy cho con nhân nghĩa của đời. Ba là dân Thái Dương, rồi cho con bước đường tương lai. Ba là ngọn núi cao, che bao bùng sương gió đời con. Thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém tay run, ba cõng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ âu qua mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời. Ba tôi không có giọng ru ngọt ngào như mẹ, không ôm tôi vào lòng những lúc tôi hư. Nhưng ba lại có một đôi tay vững chắc, một sức mạnh phi thường, nâng đỡ cho con trong cuộc đời đầy phong ba bão táp. Dân Thái Dương, rồi cho con bước đường tương lai. Ba là ngọn núi cao, che bao bùng sương gió đời con. Ba người thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém tay run, ba còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ âu qua mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời con. Còn đó trong con những ngày thơ âu qua mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời. Nuôi
Kính thưa quý đại biểu, đã đến giờ chúng ta tổ chức lễ mừng thọ cho cụ ông Lâm Văn Thèo. Xin kính mời tất cả quý quan khách chúng ta ổn định vị trí để chúng ta tiến hành. Trọng kính hai cụ. Kính thưa toàn thể gia đình của ông Lâm Văn Thèo, quý đại biểu, quý khách mời, trong quá trình phát biểu lịch sử văn hóa Việt Nam qua 4.000 năm dân hiến, có rất nhiều phong tục tập quán tốt đẹp còn lưu lại cho đến ngày nay, được nhân dân giữ gìn, trân trọng và phát triển. Chúc mừng sinh nhật còn gọi là chúc mừng thọ cho các bậc cao niên. Đây là một phong tục đẹp, giàu tính nhân dân, nhiều lòng nhân ái, đã khẳng định đúng với vai trò người cao tuổi đối với xã hội và trách nhiệm của mọi người, của con cháu đối với các bậc cao niên, đã đóng góp không nhỏ công sức của mình đối với cuộc đời, quan niệm về đạo hiếu của cộng đồng dân cư người Việt Nam có từ xa xưa, trong đó luôn coi trọng công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ, đó là cái gốc của đạo lý, của đạo đức gia đình. Hôm nay con cái râu rể cháu chắt tổ chức lễ mừng thượng thọ cho cha ông là cụ ông Lâm Văn Thèo tròn 90 tuổi. Đó là lý do chính trong buổi tổ chức mừng thọ hôm nay. Đề nghị tất cả chúng ta cùng chúc mừng cụ ông một tràng pháo tay thân mến. Xin kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, buổi mừng thọ hôm nay chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp về bên chánh quyền phường. Chúng ta được đón tiếp đồng chí Nguyễn Đại Thắng, ủy viên thường vụ, chủ tịch hội người cao tuổi phường Hợp Phẩm đến dự, đề nghị chúng ta quan nghênh. Thứ hai, đồng chí Lê Ngọc Ngọc Hiệp, ủy viên thường vụ, phó chủ tịch người cao tuổi phường đến dự. Thứ ba là đồng chí Nguyễn Văn Đức, ủy viên ban chấp hành chi hội trưởng người cao tuổi của khóm 1 và các vị đại diện cho chính quyền địa phương khóm 1 đến dự, đề nghị chúng ta quan nghênh chụp. Kính thưa toàn thể gia đình, kính thưa quý vị đại biểu, tôi xin thông qua chương trình lễ mừng thượng thọ cho cụ ông Lâm Văn Thèo gồm có những nội dung chính như sau. Thứ nhất là phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và tôi vừa thông qua. Phần thứ hai là đại diện của hội người cao tuổi phường Hợp Phẩm sẽ có bài chúc mừng thượng thọ cụ ông Lâm Văn Thèo. Điểm thứ ba là đại diện hội người cao tuổi phường Hợp Phẩm tặng giấy mừng thọ của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và tặng hoa tươi cho cụ. Phần thứ tư là đại diện gia đình đọc chúc mừng thọ cụ ông, các con cái lần lượt tặng quà mừng thọ của các con cháu trong gia đình theo từng ngôi thứ trong gia đình, thân tộc. Để tiếp tục chương trình, tôi xin đại diện cho hội người cao tuổi phường Hợp Phẩm có bài chúc mừng cụ ông và cụ bà. Trọng kính hai cụ, trọng kính cụ Lâm Văn Thèo. Kính thưa lãnh đạo chánh quyền các cấp, thưa các thành viên trong gia đình, quý vị khách mời, trong bầu không khí vui tươi, trời thêm tuổi mới, người thêm thọ, xuân khắp mọi nơi, phúc khắp nhà, hạnh phúc tuôn trào. Khắp mọi nơi, phúc khắp nhà, hạnh phúc tuôn trào. Ông tròn 90 tuổi. Kính thưa cụ ông, con cháu tổ chức mừng thượng thọ cụ ông tròn 90 tuổi, đại diện
cho 1.834 cụ người cao tuổi phường Hậu Phòng. Kính chúc cụ sống vui, sống khỏe, hạnh phúc trong tuổi già, tiếp tục tỏa sáng trong cuộc sống, xứng với lời chúc tốt lành của Thủ tướng Chính phủ trong bước chướng 18 chữ vàng: tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kính thưa quý đại biểu, trong ngày mừng cụ tròn 90 tuổi, chúng ta cùng cụ ông hồi tưởng lại để hình dung ra một lối sống lành mạnh, đảm đang, cần mẫn của một con người mà đang được chúng ta trân trọng noi theo. Cụ ông Lâm Văn Thèo sinh năm 1925 tại ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thượng, huyện Đầm Dơi, thành phố Cà Mau, trong một gia đình nông dân thật thà, chất phác, nhưng có tinh thần yêu nước nồng nàn. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng vẫn không làm chùn bước chân người thanh niên xã Tân Thuận. Năm 1945, tròn 20 tuổi, cụ tham gia cán bộ địa phương tại xã Tân Thuận, tay cày, tay súng, quyết giành lại từng tấc đất của quê hương, cùng người vợ thân thương, lao động sản xuất, giúp xây dựng gia đình hạnh phúc. Bao khó khăn chồng chất, cụ đã vượt qua, đất nước hòa bình được lập lại. Nhìn lại chính mình, gia đình, con cái, không khỏi làm cụ hoang mang. 10 người con, 5 trai, 5 gái, lối sống mới của cụ là đi tìm hạnh phúc cho gia đình và tương lai cho các con. Cụ dám nghĩ và cụ cũng đã dám làm, đó là phương châm sống của cụ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cụ và người vợ thân thương đã chọn trú quán tại ấp 1 thị trấn Hợp Phòng, nay là khóm 1 phường Hợp Phòng để sinh sống. Sau 40 năm lao động sản xuất, con cái trưởng thành có địa vị trong xã hội, niềm vui nhất trong đời của cụ là đến nay cụ đã có được 169 con cái, râu rể cháu chắt, đặc biệt trong đó có 7 đứa cháu sơ, mà ít phút nữa đây vị đại diện của gia đình sẽ nói rõ trong tiểu sử của cụ ông. Chồng kính cụ, 90 năm cụ sống, bao chuyện đã làm, là một tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Cụ đã gương mẫu thực hiện cho khóm, phường một mái ấm gia đình, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Một lần nữa đại diện cho 1.834 cụ ông bà là người cao tuổi trong phường Hộ Phòng, kính chúc cụ sống vui, sống khỏe, hạnh phúc trong tuổi già, luôn tỏa sáng để con cháu và chúng tôi noi theo. Trân thành chúc mừng cụ. Để tiếp nối chương trình, tôi xin kính mời ông Nguyễn Đại Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội cao tuổi của phường Hộ Phòng, và ông Nguyễn Văn Đức, Chi hội trưởng người cao tuổi của khóm 1 lên tặng bằng khen của Trung ương hội và hoa tươi cho ông cụ. Xin kính mời. Xin cảm ơn hai vị. Xin mời hai vị. Để tiếp nối chương trình lễ mừng thường thượng thọ cụ hôm nay, tôi xin kính mời vị đại diện gia đình đọc lời chúc mừng thọ cụ ông. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa chính quyền địa phương, kính thưa toàn thể thân tộc, thì cùng quý vị có mặt trong buổi lễ thượng thượng thọ hôm nay. Hôm nay tôi xin đại diện gia đình xin đọc lời mừng thọ của ba chúng tôi. Chúng con thành tâm kính chúc cha, các cháu thành kính cầu mong cho ông phước thọ bách niên, sống vui sống khỏe bền lâu cùng chúng con cháu. Kính thưa quý bà con thân bằng quyến thuộc, thân hữu gần xa cùng tất cả thành viên trong gia tộc, hôm nay chúng ta tụ họp về đây đông đảo để mừng thượng thượng thọ cho cụ ông Lâm Văn Thẹo,
năm nay tròn 90 tuổi, là người cha mẫu mực kính yêu của con các con, người ông quý mến của các cháu, là người thân thiện hữu hảo cùng bà con thân bằng thân hữu. Kính thưa các vị, lễ mừng thượng thượng thọ là một truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay của dân tộc ta, đó là đạo lý kính lão đắc thọ. Đây cũng là hình thức hàm chứa nội dung thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ ông bà, là người dày công sanh thành dưỡng dục đối với chúng ta, chẳng những về thể xác vật chất mà còn rèn luyện cho chúng ta về mặt tinh thần đạo đức thể chất để kế tục xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của giống nòi của dân tộc Việt Nam anh hùng. Thấm nhuần công ơn ấy, các thế hệ làm con cháu ai ai cũng luôn tâm đắc trong lòng mình. Tìm khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Nhân lễ mừng thọ hôm nay, chúng ta xin ôn lại một vài kỷ niệm về đời tư của cha ông chúng ta. Cha tôi tên là Lâm Văn Thẹo, sinh năm 1925 tại làng Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, trong một gia đình thuộc thành phần giai cấp bần nông. Cho đến ông bà nội sinh ra nuôi dưỡng đến 6 tuổi thì ông nội đã từ trần. Lúc bấy giờ cuộc sống của cha chúng tôi rất gian nan khổ cực. Cho đến khi tuổi trưởng thành, cha chúng tôi lập gia đình sống với mẹ chúng tôi, sinh ra được 8 người con, 4 trai 4 gái. Gia đình sống tương đối yên ổn và hạnh phúc. Đến năm 1968, Mỹ ném bom làm mẹ tôi bị trọng thương, được bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng vết thương quá nặng, mẹ tôi đã chút hơi thở cuối cùng và rồi ra đi vĩnh viễn. Lúc bấy giờ, cha tôi ở lại một mình phải gánh vác đùm bọc nuôi 8 đứa con và cháu. Trong hoàn cảnh chiến tranh vô cùng ác liệt, khoảng thời gian sau, cha tôi tái hôn và tiếp tục có thêm 2 người con. Như vậy chúng tôi có tất cả là 10 anh em. Qua những năm chiến tranh vô cùng ác liệt, cha của chúng tôi cùng bà con xóm làng quê hương góp công góp sức cùng cách mạng, đến khi thắng lợi 30 tháng 4 năm 75, gia đình mới được sự đoàn tụ và hạnh phúc. Qua bao nhiêu gian khổ khó khăn trong hoàn cảnh nghèo khó, thiên tai do chiến tranh gây ra, nhưng cha tôi luôn vững vàng tay lái vượt qua mọi khó khăn hiểm nguy, lo lắng chu toàn cho đàn con cháu. Đến nay tất cả đều trưởng thành, nhiều cháu được học hành thành đạt, đa số đều có công ăn việc làm ở quê hương, ở trong nước, và có con cháu làm ăn phát triển kinh tế ở nước ngoài, đồng thời lo cho cha ông một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Kế tiếp truyền thống ông cha nên các con cháu đều có lòng hiếu thảo, lo cho cha mẹ ông bà rất chu đáo. Từ hoàn cảnh một mình cha tôi côi cút,
cô độc. Nay đã có một gia tộc đông đúc, gồm có con, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại, cháu dâu, cháu rể, cháu cố, cháu sơ, tổng cộng là 169 thành viên. Cụ thể, con, dâu, rể 19 người, cháu nội có 40 đứa, trong đó có 7 dâu, 9 rể. Cháu ngoại có 41 đứa, trong đó có 8 dâu, 12 rể. Cháu cố nội có 33 đứa, trong đó có 4 rể, 7 cháu sơ. Cháu cố ngoại có 36 đứa, không có cháu sơ. Hôm nay các con, các cháu tề tụ về đây đầy đủ để mừng thượng thượng thọ cho cha ông chúng tôi. Trong giờ phút vừa trang nghiêm, vừa sung sướng, vô cùng hạnh phúc, các con, các cháu thành kính chúc cha ông luôn mạnh khỏe, vui vẻ, sinh hoạt bình thường với con cháu, để lấy sự trưởng thành của con cháu làm mục tiêu để phấn khởi với tuổi già, từ bi hỷ xả, làm theo lời Phật dạy, để sống thọ, sống lâu, làm cây đại thọ, che bóng mát cho gia tộc, cùng ngày sinh sôi nảy nở và sung túc. Đó là tâm nguyện và ước mơ của con cháu. Sau cùng, tôi thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn quý khách thân tộc, thông gia cùng toàn thể quý vị và tất cả các đoàn người cao tuổi của phường và của chi hội khóm có mặt đến đây mừng thượng thượng thọ cho cha ông chúng tôi. Tôi xin kính mời quý vị vui lòng ở lại dùng bữa cơm thân mật với gia đình nhằm chúc mừng cho cha ông chúng tôi tròn 90 tuổi. Xin trân trọng cảm ơn lễ phép, kính mời. Xin cảm tạ lời vị đại diện đại của gia đình đã đọc lời chúc mừng của ông. Để tiếp nối chương trình thì đến phần con cái và cháu sắc, cả từng ngôi thứ trong gia đình sẽ bước ra để chúc mừng ngày thượng thượng thọ cụ tròn 90 tuổi. Đầu tiên tôi xin kính mời gia đình của anh hai, chị hai. Xin trân trọng kính mời. Tôi xin kính mời gia đình của anh hai, chị hai trong gia đình bước vào trong. Bằng nối tiếp gia đình, tôi xin kính mời hai cô ba. Có hai cô đây. Xin kính mời hai cô ba ra để mừng chúc mừng đầu cụ. Sau khi hai cô ba và cô út xong thì xin kính mời chú thím tám, rồi xin kính mời thím năm, thím sáu và thông gia của ông cụ. Thượng thượng thọ của cụ Lâm, cha ông của chúng ta sẽ được phép bắt đầu.
Vâng, kính thưa toàn thể hội đồng gia tộc, trước khi đi vào buổi lễ chính thức của gia đình thì gia đình cũng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương, của đại diện hội người cao tuổi đã đến đây vào lúc 11 giờ và đã làm lễ mừng thọ cho cha ông chúng ta trong ngày thượng thọ 90 tuổi của cụ Lâm Văn Thèo. Gia đình xin được cảm ơn về sự quan tâm và chăm sóc của chính quyền địa phương và hội người cao tuổi đối với cha ông của chúng tôi. Gia đình không biết nói gì hơn, xin gửi đến tất cả quý vị đại diện của chính quyền địa phương và đại diện của hội người cao tuổi lời tri ân và lời cảm ơn chân thành nhất của gia tộc chúng tôi. Và ngay giờ đây buổi lễ của gia tộc xin được phép bắt đầu. Vâng, xin được trân trọng kính chào toàn thể hội đồng gia tộc. Được sự quý nhiệm của gia đình, trước tiên tôi xin được gửi đến tất cả quý vị trong hội đồng gia tộc lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất và nồng nhiệt nhất. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đang vui vẻ đón chào một mùa xuân mới. Vâng, đúng như vậy, xuân 2016 đã đến với chúng ta. Vâng, và xuân nào thì cũng vậy, trăm hoa đua nở, cây xanh đâm chồi nảy lộc. Nàng xuân đã tự trang điểm cho mình một mùa đẹp nhất trong năm. 90 năm trước đây, năm 1925, lúc mà cái không khí se se lạnh của buổi tàn đông cùng hòa quyện vào sắc xuân rộn ràng và tươi thắm ấy, thì cha ông của chúng ta, cụ Lâm Văn Thèo, oa oa cất tiếng khóc chào đời và hét mở đôi mi nhỏ của mình để đón nhận những ánh hồng rạng rỡ của bầu trời vùng đất phương Nam và đánh dấu sự hiện hữu của mình trên trái đất này. Năm tháng qua đi với biết bao thăng trầm của lịch sử và bao biến đổi của tự nhiên, cậu bé Lâm Văn Thèo đã lớn lên thành một chàng trai giỏi giang tháo vát, trở thành một người chồng mẫu mực, trở thành một người cha hiền chăm lo với các con, trở thành một người ông luôn yêu thương và đùm bọc các cháu. Thấm thoát mà đã 90 mùa xuân qua đi, nhưng cha ông chúng ta vẫn còn khương ninh, khang kiện. Do vậy, hôm nay đây, 10 tháng 1 năm 2016, tức là ngày mùng 1 tháng 12 năm Ất Mùi, cả gia tộc chúng ta hoan hỷ long trọng tổ chức buổi lễ mừng thượng thọ cho cha ông của chúng ta, cụ Lâm Văn Thèo, trong ngày mừng thọ, thượng thọ 90 tuổi. Vâng, và ngay giờ đây, tôi xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể hội đồng gia tộc thọ tinh của ngày hôm nay, cha ông của chúng ta trong buổi lễ mừng thượng thọ, cụ Lâm Văn Thèo. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Vâng, và ngay giờ này xin được con xin kính mời cụ hãy cùng thắp nến để mừng tuổi 90 của mình ạ. Vâng, trong giờ phút vô cùng long trọng và vui vẻ này, vâng, anh hai đang tiếp cha ông của chúng ta, cụ Lâm Văn Thèo đang thắp những ngọn nến hồng tươi sáng để mừng tuổi 90 của mình ạ. Vâng, chúng ta hãy cùng ngước mắt về khán lễ và nhìn những giây phút rất là tuyệt vời ạ. Rất là náo nhiệt, rất là vui. Vâng, xin cảm ơn tất cả các thành viên trong hội đồng gia tộc. Tất cả mọi người đều rất là rạng rỡ, rất là vui tươi. Vâng, tất cả đều thắp những ngọn nến hồng tươi sáng rực rỡ để mừng ngày lễ thượng thọ của cha ông của chúng ta, cụ ông Lâm Văn Thèo ạ. Vâng, vâng, thì cứ đó. Vâng, không khí rất là hồ hởi và rất là sôi nổi. Vâng ạ, vâng, rất là vui ạ. Chúng ta cứ tiếp tục thắp nến đi ạ. Vâng, rất là đẹp. Và những ngọn nến hồng rất là lung linh và tươi sáng. Vâng. Thì tuần tự đi, ai đốt xong cái mình bước ra mình đốt một hai cây thôi, cái người khác ra nó sẽ anh camera anh sẽ quay phim từng người hết. Mình thắp xong cái mình bước ra gì đó. À, có cầm cái nến nó chạy lên đốt. Chưa thì cứ lên.
đốt tượng trưng một hai cây được rồi, để quay phim được rồi. Vâng, rất là vui và rất là hồ hởi. Các con đang tuần tự từng người đang bước lên để thắp những ngọn nến hồng trong chiếc bánh sinh nhật để chúc ngần ngày thượng thượng thọ của cha của mình. Vâng, xin hứa cảm ơn các con, dâu, rể đã quan tâm và đã thể hiện tình thương mến thương của mình với cha của chúng ta trong ngày vui hôm nay. Vâng, cả gia tộc rất là vui mừng ạ. Vâng, các cháu chết ở bên ngoài, chúng ta không có đốt thì chúng ta vỗ tay cổ vũ đi ạ. Vâng, bộ không khí rất là vui và rất là náo nhiệt ạ. Đúng là một buổi lễ mừng thượng thượng thọ. Đây, hôm nay là một ngày rất là vui của cả gia tộc ạ. Vâng, và... vâng và sau phần hey. Nào 2, 3 mừng ngày sinh nhật lớn lên. Bây giờ làm lại. Bây giờ chỉ nào chú đếm là chú bắt giọng trước. Mừng ngày sinh nhật 2, 3 là mình ca một lượt ha. Rồi ok. Bây giờ chúng ta thì mình thỏa lên cái dạng mừng ngày thỏa đi. Vâng. Vâng và bây giờ mừng ngày mừng thọ của anh 2, 3 ca lại lần nữa. Ca theo nhạc, ai không biết ca thì vỗ tay theo. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, birthday to you. Vâng, xin mời cụ hãy thổi nến ạ. Xin mời cụ hãy thổi nến ạ. Xin mời cụ thổi nến ạ. Thổi số 90 ạ cụ. Vâng. Wow, một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Rất tuyệt vời. Vâng, rất là tuyệt vời. Cụ chúng ta chỉ một cười là đã thổi tắt còn đến. Và ngay giờ này xin cụ hãy cùng cắt chiếc bánh mừng thọ. Xin mời cụ ạ. Vâng, và ngay giờ này cụ ông của chúng ta, cụ Lâm Văn Thẹo sẽ tiến hành cắt bánh mừng thọ. Vâng, chúng ta hãy chuẩn bị camera nha. Mời cụ. 1, 2, 3, vỗ tay lên đi ạ. Vâng, rất là tuyệt vời. Đây, xin mời cụ cùng an tọa. Xin cảm ơn cụ ạ. Rồi. Vâng, và kính thưa tất cả quý hội đồng gia tộc, sau phần nghi thức thổi nến tắt nến đã xong, tiếp đến là phần nghi thức tất cả các con sẽ cùng lên dâng thọ tủ và để chúc mừng cha ông của chúng ta. Vâng, và ngay giờ này sẽ được trân trọng và kính mời gia đình anh chị hai cùng tất cả các con dâu rể cháu bước đến để chúc thọ cho cha ông của chúng ta. Xin mời gia đình anh chị hai và một tràng pháo tay đi. Thường thường thì chúng ta, người ta sẽ dùng là thọ tủ, bởi vì chữ tủ thì trùng âm với chữ cũ trong tiếng Hoa cũng là chữ thọ. Do vậy chúng ta dâng thọ tủ nghĩa là cũng mừng là cũ, nghĩa là mừng thọ thọ, tức là thượng thượng thọ. Xin mời dân rượu ạ. Vâng, mời tặng hoa, một tràng pháo tay đi ạ. Mời dân thọ tủ ạ. Đây. Mời dân thọ tủ ạ.
Vâng, và xin mời Ban Lộc cho mà cho hai con đi ạ. Xin mời ạ, xin mời cha Ban Lộc đó cha. Xin mời cha Ban Lộc đi ạ. Xin mời cha Ban Lộc ạ. Xin mời cha Ban Lộc ạ. Rồi. Bắt đầu các con thì mỗi người lên tặng quà, ôm hôn ông cái ha. Mỗi người từ từ bước lên đây, đi vòng qua bên kia. Rồi, hôn ông ngoại cái. Quá ngon đi ạ. Đây, xin mời ạ. Bây giờ tóm tắt lại, chỉ là cha mẹ thôi, ê, con thôi, cháu cho ra ngoài hết đi, cho ông già mệt quá rồi. Không. Rồi, tiếp tục, tới mời là anh chị ba. Đó, mình đi vòng tròn qua đi. Tiếp tục, xin mời đến gia đình anh chị ba. Rồi, cứ đi vòng tròn qua, vậy thì đâu có mất thời gian gì đâu, cứ đi vòng tròn vậy đó, cứ đi vòng tròn vậy đó. Non bốn đứa cháu nội Út tặng với thầy á. Đại diện bác ba, đại diện cho bốn đứa cháu nội Út tặng cho ông nội chiếc cà gá ngày thọ. Cái hai Phương ở Út, Út Non, Điệp với Quy. Rồi giơ tay đi. Vâng, sau phần anh chị hai đã xong thì tiếp tục xin mời anh chị ba. Rồi Ban Lộc cho là anh chị ba thôi. Rồi tất cả các cháu thì lên tặng quà, rồi chúng ta bước vòng qua luôn, bước vòng qua luôn. Tiếp tục tới anh chị Tư à. Tiếp tục mời anh chị Tư à. Mời anh chị Tư à. Anh chị Năm chuẩn bị. À, chúng ta nên nhớ là chúng ta lấy lọc đó là coi như màu vàng thì chúng ta lấy theo màu vàng, màu đỏ chúng ta lấy theo màu đỏ, màu xanh chúng ta lấy theo màu xanh. Ông của chúng ta có nhầm thì chúng ta đổi lại. Xin cảm ơn ạ. Rồi đó, chị đưa giùm luôn đi. Ừ. Vâng, và gia đình thứ năm chuẩn bị ạ. Anh chị ngồi, anh chị bước ra đi để cho các cháu nó theo nha. Anh rồi đó, anh chị Tư bước ra gì đó, rồi các cháu bước theo, bước tròn qua, bước nhanh vô luôn đi để ông cố khỏi mệt các con. Rồi danh mời gia đình chị Năm ạ. Rồi chị Năm, Dương Năm. Dương Năm ở Mỹ chưa về nói. Rồi vâng, Dương Năm ở Mỹ về không kịp, chỉ có chị Năm đại diện. Vâng, xin mời chị Năm ạ. Chị Năm ạ. Chị Năm Dương Năm ở Mỹ về không kịp. Rồi. Nói đi. Vâng, và Dương Năm thì không có về dự được, vì Dương Năm ở xa, ở tận Mỹ. Lấy đi, ai màu đỏ thì lấy màu đỏ, màu vàng thì lấy màu vàng, màu xanh lấy màu xanh. Rồi chúng ta xong, chúng ta đi vòng qua luôn đi, đừng đứng tại chỗ. Chúng ta đi vòng ra luôn nè. Đúng là cái bố trí ngoài sân thì nó đẹp hơn mà nó long trọng hơn nữa.
nó hay hơn nữa. Ở trong đây chặt quá buộc, mình thấy nó làm hơi cho ngắn gọn chút, chứ đúng ra mình làm rất là hay. Chứ đã tổ chức được gì mà con cháu đông gì thì phải làm cho lòng trọng đấy nó hay hơn, phải không à? Nha. Đây. Vâng, và tiếp tục xin mời anh chị Sáu. Anh chị Sáu Út không có về kịp thì xin mời anh chị bạn. Hey, cảm ơn cô con. Gia đình thứ 8 chuẩn bị nha. Rồi, không có không? Rồi vậy này, bài tới gia đình thứ 9 luôn. Vâng, xin mời gia đình 9 và 10 ạ. Vâng, xin mời gia đình 9 và 10 ạ. À, vâng, và hôm nay thì có bà già chồng của Chế Loan ở Úc cũng gửi quà mừng thường thường thọ về tới đây. Xin mời đại diện cùng trao ạ. Mời đại diện cùng trao quà. Rồi bước qua nhận lộc luôn. Bước qua nhận lộc luôn. Đây là quà của bà già chồng Chế Loan ở Úc gửi về. Đây, thứ 9 tới 10 bước lên ghi vào hình lưu niệm cái. Cái đó 9 người phải không? Thấy Úc không? Vâng, và tiếp tục xin mời Út ạ. Xin mời người tới Út ạ. Hey, xin mời ạ. Xin mời Út ạ. Vâng, Út ạ. Tất cả các con của má hai cũng chuẩn bị lên chúc mừng cha luôn nha. Vâng, sau khi thứ Út xong thì ông nội con thay bác Sáu có gửi đồ cho ông nội nè. Còn cái này là của hai anh Liêm Anh Hải, mỗi người gửi cho ông nội 200. Chú bác đồ anh chị anh em đồ đã chúc rồi hết rồi phải không? Rồi chỉ ngồi dự thôi, ngồi dự nó quay phim được rồi. Chắc không khỏi một tuần. À, vâng, và một lần nữa đại diện gia tộc xin mời con của má hai ạ. Xin mời con của má hai lên chúc mừng cha trong ngày hôm nay ạ. Xin mời con của má hai ạ. Xin mời con của má hai ạ. Thì con má hai cứ bước tới đi chúc quà luôn. Má anh hai đây nhắc mà. À, xin mời con của má hai ạ. Rồi cứ bước vô đi chúc mừng cái. Hey, xin rồi trong ngày lễ mừng thường thượng thọ hôm nay có con của má hai đến đây cũng chúc cho cha được bách niên trường thọ. Xin mời tất cả các con của má hai đó. Rồi cứ bước vòng qua sau lưng cha luôn đi. Bước vòng qua sau lưng, bước vòng qua sau lưng vậy đó. Đứng lại ghi vào hình lưu niệm luôn. Vâng, trong ngày vui hôm nay thì tất cả các con của má hai cũng đến đây để chúc mừng cha trong ngày lễ mừng thượng thượng thọ. Xin quà đây chút xíu. Tất cả các con má hai vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho coi. Vâng, xin cảm ơn ạ. Xin mời trở về vị trí đây. Rồi tặng quà luôn đi. Tự lấy luôn đi, tự lấy luôn đi. Muốn lấy cái là cây hồng nào cũng được, cái màu gì cũng được, cái chân nó tùy. Đây có anh hai nhắc nè. Vâng, và tiếp theo xin mời các cháu. Vâng, xin mời các cháu ạ. Tiếp theo xin mời các cháu ạ. Vâng, và xin được trân trọng kính mời thông gia. Ai có ở đây thì bước vào chúc thọ. Còn ai không có mặt mà có đại diện thì cũng bước vô luôn ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời các thông gia.
của cụ Lâm Văn Thẹo. Xin được trân trọng kính mời các tham gia. Vâng, xin được trân trọng kính mời các gia đình tham gia. Nếu tham gia không có thì nếu mà có người đại diện thì cũng xin bước vào bên trong này để gửi quà chúc mừng. Vâng, nếu tham gia còn bên phía ngoài xin mời vào. Vâng, tham gia thì chúng xin thông báo đến tất cả các tham gia. Thì trong ngày hôm nay thì ngoài những phần quà của các con cháu về hiện kim thì gia đình xin nhận. Còn lại tất cả các tham gia thì chúng tôi chỉ xin nhận phần quà thôi. Nếu mà còn trao tặng mà hiện kim thì chúng tôi không nhận. Chúng tôi chỉ nhận quà thôi. Gia đình xin thông báo đến các tham gia. Chúng tôi chỉ nhận quà thôi. Chúng tôi không nhận hiện kim. Rồi cái đi dọc cái kia ra, cứ đi dọc cái kia ra nó kẹt. Rồi đi dọc cái kia ra luôn. Rồi Sú Gia xin mời vào ạ. Xin mời vào ạ. Rồi bước vô bắt tay chúc mừng cái đi. Chúng tôi chỉ nhận lời chúc mừng thôi. Xin cảm ơn ạ. Mời vô tiệc luôn thì mời sau khi tiên đọc cái này rồi thì tới cái phần kết thúc luôn. Kết thúc luôn rồi đó. Tiên đọc cái này xong là tới kết thúc luôn. Thì bây giờ là chỉ có con cháu không để coi thì mình làm vừa hết này là vừa hết này. Cứ từ từ đi thì chương trình sắp hết rồi đâu còn cái gì nữa đâu. Tham gia vô. Thì tham gia cái vô đi. Vâng, xin mời tham gia vô tặng quà đi ạ. Dạ. Xin mời các cháu ạ. Vâng, bức tranh Phúc Lộc Thọ rất có ý nghĩa. Vâng, xin chúc là Phúc Lộc Thọ toàn ạ. Dạ. Vâng, thì tiếp tục thì tất cả các thông gia cùng con cháu đó chúng ta có đến đây để chúng ta mừng chúc thọ trong ngày hôm nay. Chúng ta cứ tuần tự bước vào bên trong lễ đường. Cứ bước vô rồi đi vòng qua bên kia qua. Cứ để vòng qua đây đi. Rồi bắt tay chúc mừng luôn anh Tư. Vâng, cứ từng tự từng người đi. Ai chúc xong thì chúng ta cùng bước ra bên phía ngoài. Xong hết anh, hết tham gia với cháu rồi bắt chú qua nữa. Dạ. Vâng, các chú bác mà chưa chúc thì chúng ta cùng bước vào bên trong ạ. Xin mời chú ba. Xin mời chú ba. Vâng, sau phần nghi thức các con cháu lên chúc thọ và tặng quà cho cụ ông đã xong. Tiếp theo đây thì tôi sẽ xin tuyên đọc cái lời chúc thọ của đại diện gia đình đã soạn thảo. Tôi xin đọc nguyên văn. Vâng, xin mời tất cả chúng ta hãy cùng lắng nghe. Vâng, sau phần nghi thức tất cả các con cháu chích chắc chúng ta đã đến chúc mừng thọ và chúng ta đã tặng quà cho cha ông của chúng ta đã xong. Tiếp theo thì tôi xin đọc nguyên văn của cái lời mừng thọ mà đại diện gia đình đã soạn thảo. Và xin tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe lời chúc thọ của đại diện gia đình đã soạn thảo. Chúng con thành tâm kính chúc cha. Các cháu thành kính cầu mong cho ông phước thọ bách niên, sống vui, sống khỏe, bền lâu cùng con cháu.
Kính thưa quý bà con thân bằng quyến thuộc, thân hữu gần xa, cùng tất cả thành viên trong gia tộc, hôm nay chúng ta tụ họp về đây đông đảo để mừng thọ cho cụ ông Lâm Văn Thẹo năm nay tròn 90 tuổi, là người cha mẫu mực kính yêu của các con, người ông quý mến của các cháu và là người thân thiện hữu hảo của bà con cùng thân bằng thân hữu. Kính thưa các vị, lễ mừng thọ là một truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay của dân tộc ta, đó là đạo lý kính lão đắc thọ. Đây cũng là hình thức hàm chứa nội dung thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, là người đã dày công sanh thành dưỡng dục đối với chúng ta, chẳng những về thể xác, vật chất mà còn rèn luyện cho chúng ta về mặt tinh thần, đạo đức, thể chất để kế tục xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của giống nòi của dân tộc Việt Nam. Thấm nhuần công ơn ấy, các thế hệ con cháu ai ai cũng luôn tâm đắc trong lòng mình. Tìm khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lộng không phụ kính công cha. Nhân lễ mừng thọ hôm nay, chúng ta hãy ôn lại một vài kỷ niệm về đời tư của cha ông chúng ta. Cha tôi tên là Lâm Văn Thẹo, sinh năm 1925 tại làng Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, trong một gia đình thuộc thành phần giai cấp bần nông. Cha được ông bà nội sinh ra và nuôi dưỡng đến 6 tuổi thì ông nội đã từ trần. Lúc bấy giờ cuộc sống của cha chúng tôi rất là gian nan khổ cực. Cho đến khi tuổi trưởng thành, cha chúng tôi lập gia đình sống với mẹ chúng tôi, sinh ra được 8 người con, 4 trai, 4 gái. Gia đình sống tương đối yên ổn và hạnh phúc. Đến năm 1968, Mỹ ném bom làm mẹ tôi bị trọng thương, được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vết thương quá nặng, mẹ tôi đã trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi vĩnh viễn. Lúc bấy giờ, cha tôi ở lại một mình phải gánh vác đùm bọc nuôi 8 đứa con và cháu trong hoàn cảnh chiến tranh vô cùng ác liệt. Khoảng thời gian sau, cha tôi mới tái hôn và tiếp tục có thêm 2 người con. Như vậy, chúng tôi có tất cả là 10 anh em. Qua những năm chiến tranh vô cùng ác liệt, cha tôi cùng bà con xóm làng quê hương góp công sức cùng cách mạng đến khi thắng lợi 30 tháng 4 năm 1975. Gia đình mới thật sự đoàn tụ và hạnh phúc. Qua bao nhiêu gian khổ khó khăn trong hoàn cảnh nghèo khó, thiên tai do chiến tranh gây ra, nhưng cha tôi luôn vững vàng tay lái, vượt qua mọi khó khăn hiểm nguy, lo lắng chu toàn cho đàn con, đàn cháu. Đến nay, tất cả đều đã trưởng thành, nhiều cháu đã được học hành thành đạt, đa số đều có công ăn việc làm ở quê hương trong nước và có con cháu làm ăn phát triển kinh tế ở nước ngoài. Đồng thời lo cho cha ông một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Kế tiếp truyền thống cha ông ta nên các con cháu đều có lòng hiếu thảo lo cho cha mẹ, ông bà rất chu đáo. Từ hoàn cảnh một mình cha tôi côi cút đơn độc, nay đã có một gia tộc đông đúc gồm có con dâu rể, cháu nội, cháu ngoại, cháu dâu, cháu rể và cháu cố, cháu sơ, tổng cộng được 169 thành viên. Cụ thể, con dâu rể được 19 người, cháu nội có 40 đứa, trong đó có 7 dâu và 9 rể. Cháu ngoại có 41 đứa, trong đó có 8 dâu và 12 rể. Cháu cố nội có 33 đứa, trong đó có 4 rể và 7 cháu sơ. Cháu cố ngoại có 36 đứa, không có sơ. Hôm nay, các con cháu tụ về đây đầy đủ để mừng thọ cho cha ông. Trong giờ phút vừa trang nghiêm, vừa sung sướng, vừa vô cùng hạnh phúc, các con, các cháu thành kính chúc cha ông luôn mạnh khỏe, vui vẻ, sinh hoạt bình thường với con cháu, lấy sự trưởng thành của con cháu làm mục tiêu để phấn khởi với tuổi già, từ bi hỷ xả theo lời Phật dạy, để sống thọ, sống lâu, làm cây đại thọ che bóng mát cho cả gia tộc, cùng càng ngày càng xanh xôi, nảy nở và sung túc. Đó là tâm nguyện và ước mơ của tất cả các con cháu. Sau cùng, xin thay mặt cho gia đình, xin chân thành cảm ơn quý quan khách thân tộc, thông gia, cùng toàn thể quý vị có mặt hôm nay đến để chúc mừng lễ thượng thọ cho cha ông của gia tộc chúng tôi. Tôi xin kính mời quý vị vui lòng ở lại dùng bữa cơm thân mật với gia đình nhằm chúc mừng cho cha ông chúng tôi tròn 90 tuổi. Xin trân trọng cảm ơn và lễ phép kính mời. Xin một tràng pháo tay đi ạ. Và tiếp theo đây những quý khách đến sau, chúng tôi gia đình cũng xin được trân trọng kính mời bước vào để tặng quà.
Nhưng cha ông chúng tôi thì tuổi 90 vẫn còn khỏe mạnh, thêm 10 năm nữa thọ 100. Hoa xuân rực rỡ người thêm khỏe, cỏ xuân xanh mừng tuổi 90. Và vì thế cho nên ngày hôm nay đây 10 tháng 1 năm 2016 tức là ngày mùng 1 tháng 12 năm Mất Mùi, cả gia tộc chúng ta cùng hân hoan và vui mừng long trọng tổ chức buổi lễ mừng thượng thượng thọ lần thứ 90 của cha ông chúng tôi, cụ ông Lâm Văn Thiệu. Và tuy trăm công nghìn việc, nhưng khi nhận được gia đình báo tin vui, tất cả quý vị đã không ngại đường xa xa xôi, nhưng chút thì giờ quý báu của mình đã cùng đến đây với một mục đích duy nhất là chúc mừng cho cha ông chúng tôi trong ngày lễ mừng thượng thượng thọ. Vâng, vậy ngay giờ này, xin tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho cha ông của chúng tôi, cụ Lâm Văn Thiệu, được phước dư đông hải thọ tỷ nam sang, bằng một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt nha. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, và trong buổi lễ mừng thọ hôm nay, với sự hiện diện của tất cả quý vị trong hội đồng gia tộc cùng đại diện của chính quyền địa phương, hội người cao tuổi cùng tất cả quý vị quan khách, buổi lễ mừng thượng thượng thọ đã trở nên long trọng hơn, vui vẻ hơn. Gia đình rất hân hạnh và vinh dự được đón tiếp tất cả quý vị quan khách. Vâng, niềm vui được một người chung vui thì niềm vui nâng lên gấp bội. Hôm nay có hàng trăm quý khách đến đây để chúc mừng trong lễ thượng thượng thọ thì niềm vui của gia tộc chúng tôi đã nâng lên hàng mấy trăm lần. Vâng, tuy đã cố gắng hết sức mình nhưng tất nhiên sẽ không tránh khỏi được những sai sót nhất định. Mong quý vị vui lòng thông cảm bỏ qua và để cả chủ lẫn khách thật vui trong bữa tiệc mừng thượng thượng thọ của cha ông chúng tôi hôm nay. Đại diện của gia đình, anh hai xin mời tất cả chúng ta hãy cùng nâng ly để chúc mừng. Và ai có ly thì chúng ta cầm lên nha. Khi nào mà tôi đếm 1, 2, 3 chúng ta cùng la vô một tiếng thật lớn và chúng ta cạn ly, có đồng ý không ạ? Rồi bây giờ hãy cùng nâng ly lên nha. Vâng, tất cả chúng ta hãy cùng chúc cho thọ tinh của ngày hôm nay, chúc tức cha ông của chúng tôi, cụ Lâm Văn Thiệu, được phước dư đông hải, trường lưu thủy, thọ tỷ nam sơn, bất lão tùng. Nào, 1, 2, 3. Yeah! Vâng, xin cảm ơn chương trình pháo tay của quý vị.
vị đã dành cho cha ông chúng tôi trong ngày lễ mừng thượng thượng thọ. Vâng, xin cảm ơn và chúc quý vị một buổi tiệc thật vui vẻ và thật ngon miệng. Xin cảm ơn và xin phép kính chào ạ. Lòng còn dưỡng dấn chút hồng nhãn, con tim tự ngủ nhưng chưa ngủ, chẳng nhối từng cơn bóc hình nàng. À, coi như bác gái đó, thấy bác gái một cái là thấy là đau tim liền. À bây giờ để liên tục chương trình nhà ngày hôm nay xin hát bài, hát cái gì à, gì kiều đâu, 1 2 1. À bây giờ con đàn chú hoàng tử trong mơ đây cho vũ đoàn nó nhảy chút đi. 1 2 1. Yeah. Sao không ai vô chân trời. Cầm mà lòng lên đi. Tôi là em của 6 đầu 6 đầu cũ. Tôi là bé 7. À bà con với bé Xuân Mai ở thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn cùng coi trên đài bằng nhỏ ra đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được bạn chúng mình. Ow. What's your name? What's your name? How are you? I am very well. Well, what's your name? Do you speak English, Vietnamese? Do you speak English, Vietnamese? No. Let's go. What? Let's go. Bây giờ bạn ấy nói là nói tiếng Việt không được. 1, 2, 3, 4 bây giờ trả lại cho anh Si. Si đây nè. Cùng vui em ơi, uống cho say. Cùng vui anh ơi, anh em ta lâu ngày gặp nhau, nâng ly ta chúc ngày vui mới. Uống cho say ngất cuộc đời. Uống cho say, cậu hai anh ba. Uống cho say, chị năm anh tư. Bên nhau chung vui cùng càng ly, anh em ta 100% vô. Uống cho quên hết đường về. Cuộc đời luôn đầy sóng gió, đời người lúc vui lúc khó. Chi bằng anh em ta lâu ngày gặp nhau, lại ra cho đã cái cuộc đời. Uống cho say, 1, 2, 3 vô. Uống cho say, cùng nhau nâng ly. Câu ca hân hoan niềm hạnh phúc, vui say cho tâm hồn phơi phới. Uống cho quên hết sự đời. Quên hết sự đời. Cùng vui em ơi, uống cho say. Cùng vui anh ơi, anh em ta lâu ngày gặp nhau, nâng ly ta chúc ngày vui mới. Uống cho say ngất cuộc đời. Uống cho say, cậu hai anh ba. Uống cho say, chị năm anh tư. Bên nhau chung vui cùng càng ly, anh em ta 100% vô. Uống cho quên hết đường về. Cuộc đời luôn đầy sóng gió, đời người lúc vui lúc khó. Chỉ bằng anh em ta lâu ngày gặp nhau, lại ra cho đã cái cuộc đời. Uống cho say, 1, 2, 3 vô. Uống cho say, cùng nhau nâng ly. Câu ca hân hoan niềm hạnh phúc, vui say cho tâm hồn phơi phới. Uống cho quên hết sự đời. Quên hết sự đời. Câu ca hân hoan niềm hạnh phúc, vui say cho tâm hồn phơi phới. Uống cho quên hết cái sự đời. Không say máy ai thèm uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới
cạn ly. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dỗ thật đều. Này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu. Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi. Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay ta vui nhiều một hai ba dỗ thật đều. Còn gì hơn ta nữa mình cùng cạn ly. Say là đừng về, một đời ai chẳng say, bạn bè vui đó đây. Có anh và tôi với bao bạn thân uống cho cạn nhé, vui tròn đêm nay. Hãy cùng nâng ly chúc cho hạnh phúc ngày mai. Hãy cùng nâng ly chúc cho đời vẫn còn say. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dỗ thật đều. Đường về không xa lắm còn sợ gì mà không. Say mấy ai thèm uống làm chi. Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dỗ thật đều. Này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu. Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi. Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay ta vui nhiều một hai ba dỗ thật đều. Còn gì hơn ta nữa mình cùng can ly bạn ơi. Không say không về nhất định không say đừng về. Không say là không về uống mà không say là đừng về. Một đời ai chẳng say bạn bè vui đó đây. Có anh và tôi với bao bạn thân uống cho cạn nhé. Vui tròn đêm nay. Hãy cùng nâng ly chúc cho hạnh phúc ngày mai. Nâng ly chúc cho đời vẫn còn say. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dỗ thật đều. Đường về không xa lắm còn sợ gì mà không say. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dỗ thật đều. Đường về không xa lắm còn sợ gì mà không say. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dỗ thật đều. Đường về không xa lắm còn sợ gì mà không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiểu đoàn 307 và bởi vì những người cao tuổi thì thái nhạc tiền chiến. Tiểu đoàn 307 là một tiểu đoàn thời Pháp có những cái thành tích hết sức là vang dội làm cho quân dân Pháp bao phen khiếp sợ. Một, hai, bốn. Ở đây sân khấu quá hẹp cho nên lắc lắc lại mình. Cứ đúng đó, cầu anh đi cầu ấy. Ây, thật thật là tiếng cười ngon. Tiếng thì đoàn và trong đường lớp ấy. Cuối chú quần ta non nằm bay. Cả từ đoàn thì rơi sâu hoang. Người tiếng khi, tiếng khi mơ ơi. Cuối chú quần ta non nằm quê gần sát sân và tiến lên nằm sâu chân nào. Tiếng đòn bao nhiêu pháp nhìn đây sợ hãi bao tiếng đòn bay trăm lắm ơi. Ây, cái thực đi qua chú cú lòng ta, cú lòng ta chú cầu đi xoay. Ây, ơi là đám cưới trên đường quê. Gạt thắm này để gửi lại cho hai bác những kỷ niệm ngày xưa, ngày yêu nhau và cho khi lấy nhau và bây giờ đến có một đàn con cháu. Oh, let's. Trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tiếng, đẹp làm sao bướm bay chậm chừng. Đàn chim non véo con ngọn tre, chân dây tay này tay dù hồng. Ôi niềm vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay này trong buồn người. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu non non khăn nhung mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chả nhà ai có ông dễ quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ô cô thấy có con lớn xôi đầy mắm này cao đầy buồn. Ôi niềm vui hiếm hoi ngày cưới, trong thật hay này trong buồn cười. Ra mà xem mới thấy được một ngày vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi
người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Chị Tư ơi, chị coi kìa, nay con của bà Tám đám cưới rồi. Chị coi nếu thằng Tám nhà mình được thì cưới đại cho con Liễu đi. Tôi thấy tụi nó cũng rồng đẹp hoài à. Để lâu thì tôi hơi nghề đó, thì được thì cứ cho tụi nó cưới đi chị Tám. Ok anh. Ô sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tiếng, đẹp làm sao bươm bay chập chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, chân dây tay này tay dù hồng. Ôi niềm vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay này trong buồn cười, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu non non khăn nhung mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chả nhà ai có ông dê quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thấy có con lợn quay, xôi đầy mắm này, cao đầy buồn. Ôi niềm vui hiếm hoi ngày cưới, trong thật hay này, trong buồn người. Ra mà xem mới thấy được một ngày vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Thank you. Mùa sớm xóa tan buồn tư hoài mong, trao cho nhau ánh mắt tin yêu nồng, trao cho nhau ánh mắt môi cười hân hoan, tay trong tay nghe ngất say theo điệu nhạc. Mang hạ cho vui vui thật tiền, hãy đi đắp chú cho vui thật tiền. Chào cho nhau ánh mắt tin yêu nồng nàn, chào cho nhau ánh mắt môi cười vẫn hô, tay trong tay nghe ngất say đều đi về nhà. Nên mang hạ cho vui vui thật tiền, hãy đắp chiếc cho tiền. Tôi trẻ nào giờ cũng sẽ qua một thời, vui lên đi đang bước lên đi đầy vơi. Cười vào hồn bằng hương bến trong nụ cười, hân hoan vui trong những bước chân từ khơi. Cha đã, cha đã, cha đã, cha đã, bước chân rộng rãi. Đến cho em tình yêu mới, trẻ có trái tim đầy xanh. Sáng xa từ nơi xa đến nơi, đèn chiếu sáng anh bằng tia nắng, tỏ tan bao ngày đông tối.
chăm lo. Cha ơi, cha già dâu. Con nhớ mãi những ngày tháng. Đêm nằm lao có hai chồng. Nhớ hoài tôi mơ bên cha gian khổ ngày đêm trong mong muốn con được lớn khôn. Mà nhớ những ngày ấy những đêm đường xa lạnh và cha nằm bên con rời ấm. Con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người này. Con yêu ơi, chứ bao giờ dối gian. Nghèo thì có cái thứ sao cho. Làm con tiêm heo anh ơi.
chúng ta lại về đây, lại về đây với từ xưa, với ánh đèn vàng con từ xưa, con đường sông với từ đây chiều lòng xưa. Khi người biết cái xưa ông chồng, cái xưa ông chồng là cố cái đời tôi. Ôi bà di ơi, bà là bà di ơi, chồng gì mà chồng béo, béo 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 này. Bên thì tập theo, không thì người biết cái xuyên ông chồng, cái xuyên ông chồng là phố cái đời tôi. Ôi bà di ơi, bà là bà di ơi, chồng gì mà chồng này. Béo 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 béo. Bên thì tập khó, không thì người biết cái xuyên ông chồng, cái xuyên ông chồng là phố cái đời tôi. Ôi bà di ơi, bà già bà di ơi. Con trai em vẫn trẻ, còn thoát khôn, còn trẻ. Ai đi đâu về? Tình ta, tình 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 ta, tình 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 ta, tình 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 ta. Thành phố tôi. Tình cha ấm áp như dân Thái Dương, ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khổ phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lành, và cha nằm ôm con